Nay chính chủ có gửi mình lô đất thổ nha, 4 dài 20 gần 21 là 82 diện tích, tổng diện tích là 82 mét vuông ở tọa lạc ở ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Vũ, tỉnh Long An nha mọi người. Đây là miếng đất của mình nè, từ cọc này qua bên cọc này là 4 mét, dài dài ở dưới là 20 gần 21 mét đó. Đất mình sạch sẽ, không mộ mã, không quy hoạch hay là dự án gì. Xung quanh đây toàn là nhà đó. Đó, đây là nhà nè mọi người đó. Khu này là khu tập trung dân cư ở rất nhiều nha. Đó. Rồi giờ chủ chính chủ bán với giá là 650 cho tổng diện tích là 82 mét vuông, đất thổ cư, full thổ cư luôn nha. Ngang 4, dài 2 gần 21 mét. Từ đây, từ đất mình ra ngoài mặt tiền đường nhựa chỉ 100 mét. Đất mình nằm mặt tiền đường 3 mét rưỡi nha mọi người. Đó, anh chị cô chú. Rồi để mình chạy ra ngoài cho mọi người thấy là những tiện ích khác nha. Họ dân cư ở sang sát sát nè. Có đèn đường và camera luôn nha mọi người. Đó, có cống thoát nước luôn nha. Ở đây là dắt tay phải là về cộng đồng Lộc Trung, còn ra đây cỡ 200 mét là cộng đồng Lộc Trung, còn đi ra quốc lộ 50 cỡ 3 cây số là ra quốc lộ 50 nha mọi người. Đó. Về thành phố Hồ Chí Minh là mắc cỡ 25 phút đi xe máy nha. Còn hướng này về 85B, hướng này về 85B cỡ 500 mét nữa là tới 85B. Rồi giờ rẽ phải là về chợ Long Thượng là cách đây cũng cỡ 2 cây số, còn ra ngoài đây, ra ngoài 85B thì có chợ Nhóm, cách đây cũng cỡ 1 cây số là có chợ Nhóm, và quẹo quẹo trái là ra 85A là cách cỡ 2 cây số là 85A, là khu ngoại, là khu khu ngoại 85A là trường học. Rồi nếu ai có thấy bất động sản này vừa túi tiền và mọi người thắc mắc gì thì hãy gọi vào số điện thoại nha, 0904646204 nha mọi người, để mình nói thêm. Và một lần nữa mình xin kính chào mọi người trên kênh YouTube Bất Động Sản Nhà Quê nha. Một ngày mới an lành và vui cuộc sống cho mọi người. Và đây mà ra ngoài thị trấn Cần Giuộc thì mắc cỡ 3 cây số nha mọi người. Đó, ra ngoài trung tâm, còn ở đây thì cũng có các trung tâm tiện ích khác nha.